Hẹn gặp bạn. Chưa được. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục vẽ tiếp. Nên bây giờ mình không cần gấp. Biết tại sao mình không cần gấp không? Tại vì nó có mấy đường nét mà chạy mình nhớ mãi mình gấp. Bây giờ mình dạy các bạn nha. Tiếp theo là các bạn bằng. Tiếp theo là các bạn gặp hết nó vào. Xong rồi gặp nó xuống. Đấy, như thế. Các bạn nhớ ấy thẳng đứng trước đó nha. Đấy. Ấy thẳng đứng như này có phải ra không? Cô tớ dậy rồi. Mình bảo sẽ A. Không, mình sẽ vẽ cho mình ta. Để cầm những ít cầm đã. Các bạn hãy vẽ một hình tròn to như này cho đợi. Không vẽ hai tay. Xong con mèo bé rồi. Nhưng mà tớ cứ nhìn thấy nó giống con sóc làm sao ấy. Bây giờ tớ sẽ vẽ phần đôi của nó nha. Cái gì không? Đó huyết cổ con mèo hơi dài luôn. Dài đến tận đám mây luôn. Lúc đầu thấy con mèo dễ thương đúng không? Bây giờ thì con sẽ thương đâu nhé. Các bạn nhé. Đó viết thêm mấy bộ xương. Và bộ xưa khơi to. Đó. Viết đám mây này. Đấy, con mèo cao đến tận đám mây. Đấy, đúng chưa, tớ biết cả đám mây này. Con mèo thấp như này vẫn còn đám mây. Các bạn ơi, nhìn nhé.
để con mèo bé này, trong lúc đầu mình thấy to ra thì con mèo mèo cổ dài dài đến đám mây. Các bạn ơi, những con mèo mèo này viết vẫn đơn giản qua cái cổ nữa. Các bạn chỉ cần gập giấy và viết hình tròn và viết mấy cái tai giống như tớ vừa nói thôi. Xong rồi gập ra các bạn lại viết ấy thẳng xuống xong viết bộ xương giống như một đống lãi đây này. Đúng nha. Đấy, như thế này. Xong các bạn chéo sang này đấy. Đấy, xong rồi đợi, chéo sang này. Đấy, thế thành bộ xương rồi. Đây, các bạn thấy dễ không? Cứ nhìn cái chữ viết nhé. Nè, dễ không? Các bạn ơi, một bước rất đơn giản, con mèo viết con mèo cổ dài. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tô màu, nhưng mà mình sẽ tô màu đám mây trước nha. Và các bạn ơi, thôi tớ không biết đám mây màu xanh trong biển đâu, tại trên trời toàn màu trắng ấy. Hôm nay trời mưa mà hôm nay trời mưa, nhưng mà nó cũng tạnh rồi, nó chỉ mưa một tí rồi. Có một xe ô tô ngoài, nhưng mà đấy ngoài xe ô tô của tớ rồi, của em. Đây là cái tô nha. Rồi cái tô của này màu cam. Tớ tớ tô phần mèo màu vàng, còn cái lông này màu hồng nha. Nên nhà tớ không nuôi gà, nhà tớ nuôi chỉ con chó Kiki, nhưng mà tớ đỡ cho và nhà bà nó quen nhà bà luôn rồi. Lúc nó ăn trộm gà nhà bà tớ ấy. Con chó nhà tớ cũng nghỉ, chả biết ngoan chút nào. Mà bạn nhà bạn nào có con chó ấy, biết nghe là các bạn ấy mình phải đóng like mình nha. Bấm này dưới thì mình còn biết. Mình quên mất vẫn chơi tô màu cam ở đây. Cái tô cái này màu đỏ, cái phần bên ngoài là cái phần này là ép giống như chấm chấm này. Mà tớ thấy bắt con mèo ở nhà bà tớ màu xám hay màu đen ấy, nhưng mà nếu cái tô vào không nhìn thấy gì đâu. Bây giờ tớ sẽ tô bắt con mèo trắng. Còn bây giờ thì tô phần cái này thôi các bạn ơi, còn cuộc xưa không cần tô. Để tớ tô đậm cho các bạn nhìn thấy nha, tôi không nhìn thấy đâu. Ôi trời ơi, phần tô cái cổ này phải là hết cả tay.
to xong rồi có cái mồm mũi rồi. Các bạn ơi, mình đã vẽ xong con mèo rồi. Đây, khi con mèo còn nhỏ và dễ thương như này, mình gặp ra thì nó chả dễ thương một chút nào nữa. Và cổ nó dài cả xương này. Và kênh của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn thì nhớ đăng ký cho mình nha. Không đăng ký mình không đăng video cho các bạn xem đâu. Bye bye.